Suốt đời anh không bao giờ quên được Vi. Lý do mà anh cưới em Vi là muốn có sợi dây liên kết với Vi. Bằng cách nào cũng được, vì anh không bao giờ quên được Vi đâu. Sao giờ này còn chưa tới nữa? Ai? Thì chị Thủy đó. Em nhờ chị mang đồ đến đây. Cô Phương. Chào Thủy. Phải cái này không? Cảm ơn chị. Thủy ngồi uống nước. Thôi khỏi, tôi có việc rồi. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi đi nghe. Thiết kế sân khấu hả em? Hoàn tất sân khấu xong, em còn phải cho tập vật người mẫu nữa. Ngày mai phải làm tốt mới được. Vì không quên được chị Vi nên anh Khanh mới cưới mình hả? Không lẽ nào Thủy à, có chuyện này chị rất là băn khoăn, không biết là có nên nói ra với em hay không. Nhưng thấy em cứ như vậy hoài á, chắc là chị phải nói ra thôi. Bây giờ em có muốn nghe chuyện gì nữa hết á, chị làm ơn đi ra ngoài giùm đi. Cho dù em có muốn hay không thì chị cũng phải nói ra, vì đó là chuyện có liên quan đến con trai của ông giám đốc trung tâm thương mại Sky. Thủy à, em có biết người mà em dắt về nói là sẽ lấy làm chồng lúc trước một thời là người yêu của Vi nhà mình hay không? Người yêu là sao? Đúng là em không biết thiệt hả? Hai người họ đã yêu nhau từ hồi còn học phổ thông lận, mà còn yêu nhau say đắm nữa. Lúc đó con trai của ông giám đốc thích Vi nhiều hơn là Vi thích nó. Bởi vậy cho nên cậu ta đã tìm mọi cách để đỡ bên cạnh bé Vi. Cậu ta còn xin vào làm ở tiệm phở cho bé Vi làm nữa đó. Em không biết sao. Rồi sau đó tự nhiên Vi đòi chia tay. Khanh bị sốc rồi mới chấp nhận đi du học ở nước ngoài đó. Chuyện chị mới kể là thật hết hả? Ừ. Nếu mà em không tin thì cứ trực tiếp hỏi hai người họ đi. Làm sao một người đã từng yêu Vi tới mức như vậy mà lần này lại nói là sẽ cưới em, là em của Vi được chứ? Chị thấy coi bộ cảnh trạng này không phải là một người tốt đâu. Em không tin chuyện chị kể đâu. Chị đã nói, em cứ đi hỏi họ đi mà. Không phải yêu mà là thương hại. Anh Khanh đã nói với mình như vậy mà. Thương hại. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn anh chị. Ủa Thủy, vậy bán đắt hơn? Bán đắt hơn là mình nghĩ đó. Để chị làm em ly nha. Thôi khỏi, mình có thể nói chuyện với nhau một lát được không? Được chứ, em nói đi. Không phải ở đây, chúng ta tìm một nơi khác vắng vẻ hơn nha chị. Có chuyện gì hả? Không ngờ trái cây hết nhanh hơn mình nghĩ. Coi hàng giùm tôi một chút nha. Ủa, xin chào. Mình đi em. Nè, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Có lần chị đã nói là chị Vi với anh Khanh yêu nhau từ hồi học trung học đúng không? Chị đã nói chuyện đó sao?
có. Chị có nói. Chị cũng không nhớ lắm nữa. Rõ ràng là chị có nói. Mà nè, mối quan hệ của hai người nghiêm trọng đến mức nào lận? Nghiêm trọng gì mà nghiêm trọng? Thì hồi nhỏ thích nhau. Theo chị biết thì hồi đó Khanh nó thích Vi, thích chút xíu thôi à. Tất cả những chuyện này đã qua rồi mà. Và sau khi chia tay với chị Vi thì anh Khanh mới quyết định đi du học ở Pháp đúng không? Không phải gì đâu. Theo chị biết là trước đó Khanh đã có ý định đi du học rồi. Thiệt đó. Thủy à, chị không biết là em đã nghe ai nói chuyện gì, nhưng mà em đừng có quan tâm đến chuyện ngày xưa nữa, biết chưa? Em đi đây. Đó là chuyện của ngày xưa, chuyện đã qua rồi. Không biết Thủy nó đã nghe chuyện gì. Đúng rồi, đó là chuyện của ngày xưa. Hơn nữa, anh Khanh cũng đã nói rõ rồi. Tại vì thấy chị Vi tội nghiệp nên mới thương hại. Là thương hại mà. Vi, sao lại bỏ văn phòng đi ra ngoài này vậy? Tập đoàn Sky đã bắt đầu ra tay rồi. Hả? Họ đang điều tra coi Hương Việt là công ty nào. Cũng phải. Công ty của họ có chuyện gì mà không thể làm được? Nếu chúng ta bị lộ thì không tốt đâu, vì họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà cản phá. Sao? Tại sao lại rành về tập đoàn Sky đến như vậy? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Đã tìm được công ty phù hợp, có đủ thiết bị sản xuất mì ăn liền rồi. Nhưng bây giờ đang trong tình trạng ngưng sản xuất. Sao hả? Kỹ thuật và thiết bị sản xuất thì được, nhưng hình như có vấn đề gì đó, mình phải tìm hiểu kỹ nữa mới được. Mình cần phải có một người thích hợp để học kỹ thuật làm lạnh cấp tốc của Hàn Quốc một cách có hệ thống. À, trước tiên, còn nước lèo thì sao? Vẫn chưa nói được bây giờ với giám đốc. Mau nói đi. Trước khi chính thức ký hợp đồng với công ty thực phẩm CJ, nên nhớ tuyệt đối đừng đến gần văn phòng. Chẳng phải Vi không muốn bị lộ với công ty Sky sao? Phải nghĩ là hiện nay Sky đang theo dõi văn phòng của mình 24/24. Tôi biết rồi. Theo tôi được biết thì khả năng tìm hiểu thông tin cá nhân của ông Cường, chủ tịch tập đoàn Sky, còn đáng gờm hơn là khả năng thông tin nội bộ của tập đoàn Sky. Cho nên ông ta có đủ sức mạnh làm bất cứ điều gì. Nhưng dù sao thì đây chắc là một cuộc chiến thú vị. Ngược lại, chúng ta phải lợi dụng sức mạnh làm bất cứ điều gì của ông ta. Bằng cách nào?
giờ phải giả làm kẻ nghiện rượu trong ít ngày rồi. Thu Diễn, ngày mai con chuẩn bị xong chưa? Ừ, dạ rồi ba. Ngày mai mấy giờ bắt đầu hả con? Ừ, 2 giờ chiều. Con định á là tối mở thêm một suất nữa. Ừ. Chiều mai 2 giờ mẹ phải tới xem mới được. Ngày mai con đi với mẹ nha. Dạ. Dạ. Có chuyện gì hả con? Dạ không có gì đâu mà. Con sao vậy? Dạ. Có thật là không có gì không con? Không có gì thiệt mà mẹ. Để mẹ cho. Ăn trái cây nè anh. Hôm nay em có gọi điện thoại cho chị Vi đó. Ừ? Vi hả? Lúc nãy người ta mời ăn trái cây thì làm bộ như là không nghe thấy. Em mới vừa nhắc tới chị Vi thôi thì anh đã phản ứng liền hả? Tại sao em lại gọi điện thoại cho Vi? Thì em chỉ gọi điện nói chơi thôi. Chị Vi nói á là nhìn em với anh trông đẹp đôi lắm. Chỉ vậy thôi sao? Không có gì khác nữa à? Chỉ vậy thôi, đâu có gì khác. Mà anh còn nhớ hồi nhỏ người ta kêu em là cái gì không? Em con Vi. Luôn luôn là như vậy. Mọi người luôn kêu em á là em con Vi. Mặc dù em đã nói tên em không phải là em con Vi, mà tên em là Thủy. Nhưng mọi người vẫn cứ kêu em là em con Vi. Và nhìn thấy em thì mọi người nói em con Vi đây nè. Và bây giờ em cũng không phải là Thủy, mà vẫn là em con Vi đúng không? Em nói cái gì vậy? Anh nè, có phải hồi còn học trung học, trước khi đi du học vì tội nghiệp nên anh mới gặp gỡ chị Vi vài lần thôi đúng không? Anh có nói vậy à? Có, anh có nói như vậy mà. Vậy là lúc đó anh nói chuyện vô bổ rồi. Chỉ có vậy thôi đúng không anh? Không có gì hơn nữa đúng không? Sau này trước mặt anh đừng bao giờ nhắc tên Vi nữa nghe chưa? Tại sao? Thank you.
đi làm trước nha mẹ. Con ăn sáng hả? Ừ, vô công ty con sẽ ăn. Mẹ nhớ đến nha. Con đi nha ba. Khanh đâu con? Dạ, ảnh còn ngủ trên phòng á mẹ. Trời đất ơi, lên kêu nó dậy cho mẹ. Lẹ đi con. Dậy đi anh. Bạn biết rồi ha. Phần xếp là sự tự tin. Tôi muốn các bạn biểu hiện theo sự thách thức và thản nhiên được không? Hồi nãy Khanh cùng xuống đây mà. Chắc là đi ra ngoài một chút rồi. Buổi ra mắt mẫu thời trang hả?
Sao kỳ vậy ta? Đúng là áo mình thiết kế mà. Mình đã treo trong tiệm suốt 2 tuần liền. Giống không ta? Đâu có khác cái gì đâu. Anh gì ơi, buổi trình diễn thời trang vừa mới kết thúc rồi, tối nay diễn lần nữa, tối nay chị hãy đến xem nha. Không phải chuyện đó, người thiết kế trang phục. À mấy anh em ơi, coi bên đó phụ rồi qua bên đây. Đại thành công, phản ứng rất nồng nhiệt, coi như Phương đã làm được một việc lớn. Con cũng chưa biết nữa, còn chờ đón xem phản ứng của người tiêu dùng khi sản phẩm tung ra thị trường đó ba. Cần gì phải chờ nữa, giờ đã có đơn đặt hàng rồi. Mà mẹ thấy con vất vả quá, còn thức suốt mấy đêm liền rồi đó. Bộ phận thực phẩm cũng cần phải làm nên chuyện lớn một lần chứ. Dạ. Còn Khanh đâu? Ha, lúc trình diễn thời trang em cũng thấy nó đâu hết á. Dạ, ngay khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, Khanh đã đi đến nhà máy rồi ạ. Vậy hả con? Cái thằng này, sao không nói chuyện với mọi người một chút rồi hẳn đi? Kỳ quá đi. Giống Nguy Trang, chắc chắn nó ăn cắp mẫu thiết kế của mình rồi. Nếu không thì không thể nào giống Nguy Trang như vậy được. Nghe nói tối nay còn một show nữa chứ gì. Các bạn đã diễn theo ý của tôi, các bạn diễn rất tốt. Khoan đã. Tôi hả? Phải. Chị kiếm tôi có việc gì không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Sao chị có cái này? Vì đây là mẫu tôi tự thiết kế. Hả? Cách đây 2 tháng tôi đã thiết kế và treo trong tiệm suốt 2 tuần liền.
Ý chị nói là tôi copy mọi thiết kế thời trang của chị. Đúng. Đây là mẫu thiết kế thời trang của tôi vào năm ngoái khi còn du học ở Pháp mà. Năm ngoái hả? Nếu mà chỉ có 2 tháng thì chị mới là người ăn cắp mẫu thiết kế thời trang của tôi đó. Không phải vậy đâu. Tất cả các đồng nghiệp du học của tôi đều biết là tôi thiết kế mẫu này vào năm ngoái mà. Không có gì đâu. Trong giới thiết kế, thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp xảy ra là thiết kế giống nhau mà. Không có sao đâu. Cho tôi mượn một tí đi. Cũng giống lắm đó. Giống thiệt ha. Tôi không có copy mẫu của người khác đâu. Tôi đã thiết kế theo cảm hứng của tôi á. Chị đã học ở đâu vậy? Ý tôi nói là chị đã học thiết kế thời trang này ở đâu? Tôi tự học ở nhà. Tự học? Bây giờ chị làm ở đâu? Tôi hả? Tôi có mở cái shop nhỏ. Shop. Cổ nói gì? Đó là tác phẩm mà cổ thiết kế năm ngoái khi còn đang du học ở Pháp hả? Nhìn giống quá. Cùng một tác phẩm mà treo trong tiệm mình thì không ai dòm ngó. Cho người mẫu mặc lên trình diễn thời trang thì được mọi người tán dương rầm rộ. Bất công. Ơi, chào cô em gái. Chưa ngủ hả? Hồi trưa anh có xem fashion show của em á. Tốt lắm, rất tốt. Cố gắng lên nha. Đã bỏ rượu được một thời gian rồi, sao giờ lại uống vậy hả anh? Anh về rồi hả? Anh lên nha Phương. Chị Phương ở Sky Everon hả? Dạ, dạ biết ạ. Dạ. Bây giờ hả? Dạ được ạ. Dạ. Tôi tới liền ạ. Dạ. Chào chị. Sao mới sáng sớm mà đòi gặp mình ta? Chắc hôm qua mình làm quá nên tự ái hả? Anh tới đúng lúc lắm. Coi cửa hàng giùm em nha. Còn tiệm sửa xe của anh? Dạo này tiệm ế ẩm mà.
Em đi đâu ạ? Em đi gặp nhà thiết kế thời trang du học ở Pháp về, là người tài ba đó. Trời, mấy cái người tài ba đó gặp em làm gì? Anh nói gì? Em đi gặp người tài ba đi. Chị hơi ngạc nhiên vì tôi đã gọi điện thoại cho chị. Dạ, cũng hơi hơi. Tôi đã suy nghĩ kỹ mẫu thiết kế của chị. Thật ra tôi không có copy đâu, tôi chỉ sáng tác theo cảm hứng của mình thôi. Mẫu thiết kế của chị rất giống mẫu thiết kế của tôi. Giống lắm, giống y chang à. Thật ra trong giới thời trang nhiều khi cũng xảy ra trường hợp này, cho nên là tôi đã suy nghĩ rồi. Kết luận là chị có cảm xúc thời trang tương đương với tôi. Sao? Tôi đã từng đi du học thiết kế thời trang ở Pháp về. Tôi biết. Chị có muốn thử làm việc chung với tôi không? Làm việc hả? Ừ. Cùng làm ở Sky Efferent hả? Phải. Dạ được. Dạ được. Cảm ơn chị. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ. Cảm ơn chị. Có giá trị hay không thì cũng phải đặt dưới tay ta để ta kiểm soát. Phòng hậu họa về sau. Vào đi. Con muốn thưa chuyện với ba. Chuyện gì vậy? Con nói đi. Bộ phận trang phục của con cần phải thêm người nữa. Mai làm chung với con bây giờ bị bệnh, chắc là không có thể tiếp tục nữa ba ơi. Vậy con đã tìm được người phù hợp để thay thế chưa? Dạ rồi. Người này không chính thức học thiết kế thời trang, nhưng lại rất có cảm giác, lại có kinh nghiệm mở cửa tiệm nữa, nên là con định giao cho người đó quản lý cửa hàng Sky Efferent. Được rồi, con cứ tự ý quyết định đi. Ba, con định mở thêm cửa hàng Sky Efferent trong siêu thị. Mình cần một nơi để tiếp xúc trực tiếp với khách hàng được không ba? Nghe có vẻ hay đó. Xin cảm ơn chủ tịch. Thôi đi làm đi. Con đi nha ba. Ngồi đi. Dạ. Mấy hôm nay tôi đang điều tra về Tinh Thiện. Cái công ty Hương Việt lập ra cũng chỉ để đó, thực chất không hoạt động gì cả. Không có nhà máy, không có nhân viên. Vậy sao? Còn giám đốc thì lại là một tay nghiện rượu. Tên đó đã từng đi du học về ngành kinh doanh ở Mỹ. Thực tài thì chưa rõ. Chắc có lẽ ở bên đó chẳng lo học hành tử tế, chỉ lo học mấy cái chuyện tầm bậy thôi. Còn gia thế thì sao? Cha mẹ thì mất rồi, chỉ còn ông nội còn sống, đang sống ở cái khu Vân Thành. Nghe đồn khá giàu có đó, nhưng mà theo tôi thấy thì thực chất về năng lực tài chính không được như lời đồn đãi đâu. Cái tay này mình cũng cần quan tâm đó, chưa phải là đối thủ của tập đoàn Sky. Anh vất vả quá, nhưng cũng nên theo dõi thêm một thời gian nữa coi sao. Dạ, thưa chủ tịch.
Em á, em làm sao? Không được, tin tốt vậy không có nói trước được. Đến khi nào chắc chắn ngày đi làm rồi hãy nói với ảnh. Sao vậy? Em nói đi. À, không có gì hết á. Ly cà phê như muốn nói cùng em bao điều. Tao biết tôi không? Con gái tôi là dâu trưởng của tập đoàn Sky. Con rể tôi là người thừa kế tập đoàn đó. Còn tôi là ai? Tôi là thông gia của ông chủ tịch tập đoàn Sky. Con gái tôi là dâu trưởng, con rể tôi là người thừa kế. Không lẽ không kiếm được chắc ông một việc làm hay sao? Cho nên á, là các ông muốn gì, việc làm gì cứ nói. Làm cái gì vậy? Sao vậy? Tôi đã nói ông làm ơn ông để yên. Ông đừng làm cho con Thủy nó mang tiếng nữa mà. Cái gì? Tôi mà làm cho con Thủy mang tiếng hả? Ông nghĩ là con rể của mình ông đi bán rẻ nó như vậy đó hả? Con rể của mình mà ông gì nữa, ông hy sinh nó, ông đi tìm việc làm cho người khác. Bộ con rể mình nó rảnh rỗi lắm sao? Bà biết cái gì bà nói? Con rể tôi nói á, chỉ cần ba lên tiếng thôi là chết nó cũng nhảy vô. 100 việc làm là cái gì? Nó còn... Thôi đi! Làm ơn giùm tôi. Ông làm ơn ông sống yên, đừng có làm mấy cái chuyện dớ dẫn nữa. Tôi nói ông hiểu chưa? Nói hiểu chưa? Hiểu rồi. Thưa mẹ, cho con ra ngoài một chút. Con đi. Mà tiện thể kiếm gì ngon hai vợ chồng ăn đi, khỏi cần lo cơm tối nha con. Dạ. Nhỏ này sao vậy ta? Nó chững chạc rồi sao? Alo. Em nè, em đang ở trước công ty. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh phải xuống nhà máy rồi. Là chuyện của chị Vi á. Được rồi. Em nói là có chuyện gì muốn nói với anh mà. Em muốn biết một chuyện. Em nói đi. Tại sao anh lại cưới em? Anh cưới em vì chị Vi, đúng không? Đúng như vậy rồi phải không? Ban đầu vì nóng giận nên có suy nghĩ phải cưới em. Nóng giận gì? Anh muốn phục thù gì? Anh muốn trả thù chị Vi hả? Nhưng sau đó anh muốn tìm Vi từ em. Vì vậy nên anh mới cưới em. Đáng lý ra anh sẽ không nói ra đâu, nhưng có lẽ là em cũng đã biết chuyện này. Với lại anh không muốn lừa dối tình cảm của mình, mà trước sau gì cũng phải nói. Thì thôi, nói luôn. Anh muốn tìm chị Vi từ em.
câu nói đó còn tàn nhẫn hơn là trả thù chị Vi, anh biết không? Anh xin lỗi. Như vậy là đúng rồi. Anh không quên được Vi nên anh mới cưới. Anh không cưới được Vi em cũng.